Những ngày vừa qua thì mạng xã hội đã vô cùng xôn xao trước thông tin một đại lý vé số ở Trà Vinh đã bán trúng 14 tờ vé số giải đặc biệt của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang. Hai ngày qua, mạng xã hội Facebook và TikTok đã lan truyền thông tin một đại lý vé số tại Trà Vinh bán trúng 14 tờ giải đặc biệt trị giá khoảng 28 tỷ đồng chưa trừ thuế. Nội dung được chia sẻ như sau. Lộc ngày rằm, anh bán vé số bán được 14 vé đặc biệt trị giá 28 tỷ đồng. Anh áo trắng trong hình là đại lý vé số bên Trà Vinh. Hôm qua ngày rằm, anh đã bán ra 14 vé đặc biệt của Đài Kiên Giang với tổng giải thưởng sương sương 28 tỷ đồng chưa trừ thuế. Xin vía anh và chúc mừng những khách hàng may mắn đã mua được một tấm vé đổi đời. Thông tin này ngay lập tức đã được chia sẻ và nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Đa phần ý kiến đều xin vía anh bán vé số để được trúng giải đặc biệt. Được biết, giải đặc biệt của vé số do công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang phát hành ngày 5 tháng 2 có dãy số là 654868. Thông tin trên hiện cũng đã được ông Đặng Hoàng Thanh, chủ đại lý vé số Thanh Trang, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh xác nhận. Cùng ngày, thông tin từ công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang, khách hàng trúng 14 tờ giải đặc biệt cho kỳ vé phát hành vào ngày 5 tháng 2 là đúng sự thật. Ông Lâm Minh Đạo, tổng giám đốc công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang cho biết thêm, 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt tại đại lý cấp 2 ở Trà Vinh, đổi thưởng tại đại lý cấp 1 ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về thông tin này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé!